Wow, xin chào, tôi hôm nay có một mẫu âm ly cực khủng của Onkyo. Mẫu âm ly này, mẫu âm ly đời cao, có cả HDMI. Nhưng mà tôi chưa cắm được đường HDMI vì nó dạng âm ly đa kênh này, cắm nó lằng nhằng. Phải nghịch chút thì mới ra được. Âm ly này mã là 803. Nó như một cái hộp hình vuông, có rất nhiều đường analog, đường quang vào, và ngoài ra có các đường HDMI, ba đường qua HDMI, một đường HDMI ra. Đây là cái ly lông, bên trong còn chưa bóc nha, người ta dùng bên Nhật còn chưa bóc. Mặt tiền có một đường quang vào, tổng cộng 4 đường quang vào. Con âm ly này là âm ly đời cao, bán giá 7 triệu đồng cái này nhé. Cực khỏe luôn, nó như cái hộp hình vuông, chắc dài tầm 44, đằng sau chiều sâu cũng như vậy. Để tôi quay mặt sau các bác xem. Hàng bãi nguyên zin nhé, lau chùi chạy ngay, bảo hành chất lượng. 3 đường quang vào, 3 đường HDMI, 2 đường vào, 1 đường ra. Nhưng đường này tôi chưa cắm được đâu, không biết cắm, nói chung là chưa có thiết bị để cắm. Đây là các đường quang vào, đây quang ra này, nó sáng đây. Tổng cộng là 4 đường quang vào phía mặt sau và 1 đường quang vào phía mặt trước là 5 đường, 2 đường đồng trục. Đang cắm đường analog. Có đài điện 100V, sản xuất tại Mala, 520W, bán giá 7 triệu đồng. Số series là 20002. Chỉ có mỗi một con này thôi nha. Hình thức còn rất đẹp luôn. Bên trên là nó bẩn, nó chưa lau chùi sạch, tôi kệ luôn, thế thôi. Một mẫu âm ly khổ của Onkyo, rất đẹp luôn. Đây, cái đèn này nó xanh, bên trong đèn xanh, nó theo chiều âm và nó sẽ đến vạch số 0 và nó lại tăng theo chiều dương nữa. Còn âm ly đặc thù, đợt trước thì tôi không đến số 0 thì tôi cứ nghĩ là nó hết, nhưng mà ra là mình còn vặn được cái theo chiều dương nữa. Nó thiết kế hơi đặc biệt, muốn chỉnh ba chép ấn vào chữ tôn này, tăng giảm đây, ấn tiếp ra chép, nghĩa thường đến không là hết. Ở đây nó còn theo cả chiều dương nữa. Đánh cái con loa bát 30 kia chuyện nhỏ nhé. Một đời ca sĩ hát trong mình nghe nhạc để chế độ sitar thì nó hay. Đây này, sóng ca buồn bã vào trong đời u. Thời gian còn đâu, còn thương còn nhớ. Ngoài trời ơi, nước mắt mùa thu. Công suất rất lớn đó, 520W. Và tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Xin chào, chào bạn.